Alo. Vâng. Mình vừa mới hoàn thành cái thủ tục. Đợi chút. Vâng. Chị đăng ký hộ em cái thuế điện tử à? Nộp tờ khai online. Mình vừa mới hoàn thành được cái thủ tục đăng ký tài khoản nộp online cho bạn rồi. Thì sau khi Vâng đăng ạ. ký xong thì bạn sẽ mang cái chứng minh thư của chủ hộ kinh doanh lên cơ quan Vâng ạ. thuế gần nhất để xin cái xác nhận hoàn thành thủ tục và họ cấp cho cái mã số thuế để cho cái mật khẩu đăng nhập để mình về mình Vâng. đăng nhập nộp thuế online nhé. Thì Vâng. bây giờ sẽ bước tiếp theo là bước lập tờ khai trên hệ thống hỗ trợ kê khai thuế. Thì các bạn Vâng. sẽ vào cái thuế khoán thì sẽ vào mục thuế khoán này và chọn cái mẫu Vâng. 01 CNKD đây. Ok, bạn đang làm rõ Vâng. rồi đúng không? Đấy, bên bạn kê khai theo quý thì tích vào quý và chọn Vâng. cái phụ lục 01-2BK. Vâng. Hộ kinh doanh mới toanh không biết một cái gì đúng không? Em không phải em kinh doanh nhưng mà từ trước nay là chỉ làm cái kia thì không phải bận tâm cái này Đúng nên không rồi. cần máy tính, không biết Không. cái gì. Đấy, bây giờ nha, bây giờ bạn sẽ Vâng. điền này. Tên cửa hàng thương hiệu, bạn điền cái Nhà em sửa xe đấy. À, thế thì cái điền vào đây tên cửa hàng thương hiệu là gì thì ghi vào đây. Rồi, ok. vâng. Diện tích là 20 mét Chắc vuông là à? hai tầm 200. 200, thế điền 200 ra điền 20. Không. Rồi. Tiếp theo Vâng. nha, đến cái phần dưới Vâng. này. Thì đây là doanh thu đúng không? Doanh thu của cung Vâng cấp ạ. hàng hóa và dịch vụ. Được rồi, đúng Vâng. không? Vâng. Thuế tiêu thụ đặc biệt không có thì thôi bỏ qua. Sang đến cái phụ lục Vâng. 01-2BK. Vâng. Phụ lục 01-2BK này thì bạn phải liệt kê ra được. Cái thứ nhất là cái bảng kê hàng tồn kho. Đây. Vâng. Thế thì cái này nó sẽ, nếu mà không thì bạn sẽ tải mẫu bảng kê ở đây hoặc ở đây bạn đã có rồi. Thì mình sẽ vào cái bảng kê này luôn. Thôi bây giờ tắt phần mềm kế toán này đi nhá. Thôi bây giờ nha, bây giờ đây này, rất nhiều hộ kinh doanh không biết này. Giá nhập vào Đấy. ở đây thì là giá nhập, còn xuất trong Vâng. kỳ thì lại ghi giá bán. Xuất trong Vâng. kỳ ở đây nó cũng phải là giá vốn, bởi vì cái bảng tổng hợp tồn kho này là cái bảng giá vốn. Được chưa? Vâng. Thế còn doanh thu Vâng. thì mình đã thể hiện ở bên cái tờ khai chính này rồi, mình không có thể hiện lại doanh thu ở bên tồn kho nữa. Được chưa? Vâng. Thế nên là bây Vâng. giờ quay trở lại cái này. Chỗ này bạn sẽ Vâng. tính lại. Bạn sẽ tính lại cho mình là sẽ bằng này. Mở ngoặc này. Nếu mà có giá trị tồn đầu kỳ thì sẽ phải lấy giá trị tồn đầu kỳ cộng với giá trị nhập trong kỳ. Đấy, xong rồi chia cho số lượng tồn đầu cộng với số lượng nhập. Được chưa? Xong rồi cái này, cả cái cụm này Vâng. lại phải nhân với cái số lượng bán trong kỳ. Ôi trời Đơn giản mà. Chỉ bằng số lượng tồn đầu, nhưng mà ở đây mình không có thì là nó bằng cái giá trị chia số lượng này ra đơn giá thì nhân với cái số lượng bán thì nó ra là giá vốn. Được chưa? thế. Không, kéo công Vâng. thức xuống dưới này. Cho đi bán hàng là giỏi rồi. Bán hàng lắm tiền là thuê kế toán làm gì, phải hộ kinh doanh phải làm nữa. Kế toán Ôi không biết trời kinh ơi. doanh thì mới phải đi đi làm đây này. Kế Ok nhá. Xong toán bây giờ cái phần số lượng tồn thì vâng nó sẽ bằng số lượng đầu kỳ này cộng với nhập này trừ đi cái vâng số lượng xuất trong vâng kỳ. xuất đi Còn thành tiền thì bằng thành tiền đầu kỳ này cộng với thành tiền nhập trong kỳ và trừ đi cái thành tiền xuất thì còn lại bao nhiêu thì gọi là tồn, được chưa? Xong rồi vâng kéo công thức xuống dưới các cái dòng dưới để nó tính ra cái thành tiền tồn. Đấy, thế là xong nhá. Bây giờ xong cái phụ lục này rồi. Thế là mình sẽ không phải nhập từng mặt hàng một lên trên đây nữa mà mình sẽ Vâng. tải cả cái phụ lục lên luôn. Thế bằng cách là bạn sẽ vào cái chữ tải bảng kê này. Đấy, xem đi, lần sau mà quý sau mà biết mà làm. Sau đó nhấn vào cái dấu ba chấm này. Đấy, lúc nãy là bên mình có lưu ở ngoài desktop cho bạn rồi. Không 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 biết lưu ở đâu là đi tìm ngoái mắt. Đây, cái bảng kê đây. Được chưa? Nhấn open này. Xong là tải dữ liệu lên này. À, đang đang mở chương trình thì không tải được. Nên là phải Tắt tắt đóng cái này. tắt cái này đi á. Cái này có phải cộng tổng tiền nữa không chị? Em Không, thấy trong không đây cần. có ghi cột. Không cần. Đấy. Để cứ đi gõ gõ cộng cộng với tổng tiền thì mất thời gian thế Không cần phải cộng đâu. không biết.
Bây giờ em sẽ vào cái chữ lại, vào cái chữ tải bảng kê này. Chọn vâng. lại này. Vâng. Ngoài desktop này. Vào desktop. Vâng. Ừ. Vào desktop. Từ hắn đợi một chút. Desktop này. Lưu nó ở đâu vâng. thì mình chọn ở đấy. Đây, cái mẫu bảng kê đây. Được chưa? Vâng, bảng kê 01 đấy. Vâng. Nhấn vào cái chữ tải dữ liệu này. Vâng. Đó, thấy chưa? Đấy, thế là đã đẩy lên được toàn bộ rồi. Được chưa? Vâng. Bạn không có phải nhập tay vào đây làm gì cho nó mất công nữa. Được chưa? Vâng. Thế bây giờ chỉ cần điền thêm cái tiền chi phí nhân công trong kỳ hay là chi phí điện, chi phí nước, chi phí viễn thông rồi thuê mặt bằng có chi phí gì thì điền hết vào đây. Được chưa? Vâng. Thế xong rồi điền tên chủ hộ kinh doanh xuống cuối này rồi. Vâng. Đâu xem nào. Xong điền tên người ký vào đây là chủ hộ kinh doanh vào đây xong rồi nhấn vào ghi. Vâng. Ghi xong rồi bắt đầu là nhấn vào kết xuất. Kết xuất XML ra. Giả sử ra kết xuất XML ra như này. Lưu vào một cái ổ nào đấy. Được chưa? Ví dụ là desktop chẳng hạn tạo một cái folder. Tạo một cái folder là tờ khai thuế quý. Quý 1 chị ghi vào quý 1 năm 22 cho em. Quý 1 năm 22. Được chưa? Đấy, xong rồi lưu vào đây, nhấn lưu. Thế là xong. Mai lên cơ quan thuế xin cái tên đăng nhập rồi về mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách nộp trực tuyến nữa là xong. Nhá.